Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng trở lại với tờ Battlecast Việt Nam. Yeah, lại có video tờ Battlecast mới rồi. Ok, nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì mình là Mèo nha. Mình sẽ làm người cùng đồng hành với các bạn trong quá trình các bạn chơi tựa game tờ Battlecast, cũng như những khó khăn các bạn gặp phải khi chơi game này. Ok, hôm nay là một ngày không có gì đặc biệt cả, cũng chẳng có cái gì để chơi, cho nên là nói chung là đây là một ngày bình thường trong tuần thôi. Hôm nay là thứ ba đúng không? Hôm nay thứ ba, và như thường lệ thì mình đang có rất là nhiều bài tập để làm, nhưng mà mình làm nhiều bài tập quá mình bị chán và mình bị tuyệt vọng, cho nên mình sẽ chơi tựa Battlecast giống như các bạn thường làm. Ok, thì hôm nay có sự kiện gì? Ok, vẫn là cái sự kiện Street Fighter này, nó còn kéo dài trong vòng 2 ngày nữa. Bạn nào mà chưa quay thì các bạn nên quay đi. Xong rồi có nhiều con khá là ngon, ví dụ như là con Chun-Li với cả Blanka này. Jangis là cái con đô to nhiều lông này, là cái con mà mình cũng có rồi. Ok, con đấy là một con khá là mạnh ấy, không yếu thế nào đâu. Nó trâu ấy, không sao. Còn Ken với cả Darshim thì bình thường, mình không đánh giá cao lắm. Ngoài ra nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể quay Dark Heroes. Lần cuối mình quay là mình quay được Warlock and Pierce với cả Hayabusa. Hai con quá là ngon, trời ạ. Nhưng mà trong này mình mới có ba con thôi, mình một cái con ngoài cùng này, ngoài cùng phía bên phải ấy. Oh my god, mình thích con ý. Tại vì nó ngầu. Ok, thì hôm nay mình sẽ nghĩ là mình sẽ quay trở lại chơi Story of Legend. Weekend Midly Acidic này là cái chỗ mà mình đã kiếm được Mina đúng không nhỉ? Xong rồi mình tự chơi cái này. Còn cái này thì mình cũng mới chơi đến đây, tại vì nó không dễ đâu, nó khó vãi. Cái này mình chưa chơi rồi. Mấy cái này là những cái bàn trông thì tưởng bình thường, nhưng mà những cái con này nó rất là mạnh. Thông báo trước là nó rất là mạnh, và các bạn phải dè chừng để qua được cái bàn này. Ok, thì bây giờ mình chưa biết bàn này là cái bàn gì cả. Ok, thì mình sẽ chơi bừa thôi. Một ngày khá là khó. Đây là một cái đội hình mắc nhảm nhí của mình, tại vì con này yếu á, chả sao mình đâu mà lên level 30. Xong rồi mình bị thất vọng, mình bị buồn. Mình bị buồn vì nó yếu quá. Ok. Ok, đây thì vẫn là những cái con cơ bản của trong team của mình thôi. Mình sẽ bỏ bớt mấy con này ra, cho team bình thường vào nhá. Ngạt mũi quá. Mình bị ngạt mũi lâm sàn. Ngạt mũi đến chết luôn. Đến bao giờ mình già mình chết đi thôi. Ok. Thế là mình nói chuyện nó hơi bị khó. Hích hích buồn. Ok, tiếp theo đến Uber. Mình rất là ưa chuộng Uber. Nhưng cái con không thể thiếu trong đội hình của mình. Bao giờ mình phải cho vào đây. Catman có thể cho vào hoặc không. Mình đang có ý định true form Hayabusa, nhưng mà mình nghĩ là không nên, tại vì yếu quá. Không phải là yếu mà cái độ lợi hại của nó chưa đủ cao các bạn. Mình sẽ bỏ ba mút ra ngoài đi. Xong rồi cho hai con chết tiệt này vào. Đây là một đội hình của một YouTuber như mình. Ok, đội hình khá là đơn giản thôi, cơ bản và hiệu quả. Ok, thực ra hiệu quả hay không thì chưa biết, để chơi mình còn chưa biết bản phán này nó có cái gì không. Ok, docking ok, hai con cún. Uầy, mạnh thế. Wow, mấy con này mạnh đấy. Cắm một phát chết Eraser thì biết là mạnh thế nào rồi. Đam, tờ đam vào hơn 20.000 đấy. Dã man. Không sao, ramen cut mình rất là... Ui dồi ôi, nhiều quá. Không sao, ramen cut mình rất là mạnh. Những cái bạn mà mới chơi như là kiểu hồi mà mình mới chơi ấy, mình xem các YouTuber dùng con Uber to này mình rất là thích. Và kiểu mình biết là con nào mạnh, con nào yếu ấy, con nào lợi hại, con nào không lợi hại. Thế là đấy là một đặc điểm tốt khi mà các bạn xem YouTuber như mình. Ok, không phải là YouTuber mà là kiểu thì là YouTuber ấy, nhưng mà ý là xem những người chơi như mình, các bạn hiểu chứ? Tất nhiên là hiểu đúng không? Ok,
Có lẽ mang hai con Uber to đùng này ra trước không phải là lựa chọn đúng đắn. Mình nghĩ là mình sẽ cho Eva Unit 02 ra. Rồi cho Chronos ra đi. Mình cần một chút khống chế. Cái game này cũng là một game chiến thuật nha các bạn nhá. Ví dụ như đội hình của bạn hoàn hảo khi nào, thứ nhất là bạn có khống chế, các bạn có một lượng sát thương dồi dào ở đằng sau, và các bạn có một tuyến trước vững chắc. Oh shit. Thôi xong. Con này đánh sóng, chết mình rồi. Ừ, thôi xong. Ôi mày qua mang Eva Unit 02 đi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Toàn những con đánh ra sóng này. Từ từ, freeze. Eva Unit 02 ra cứu thế giới nhanh. Oh my god. Thôi xong, thôi xong, thôi xong rồi. Ui, Tikaluga của mình. Trời ơi. Baby Cat đâu? Trốn lâu thế. Trời ơi. Hai con mạnh nhất của mình. Uầy, con kia mạnh vãi. Ui giời ơi, mạnh thế nào ông mình. Trời ơi, mày mạnh sao bằng tao được. Ok, sorry, mình đang bị cười kiểu nham hiểm. Nếu mà bạn nào chưa biết, nếu mà bạn nào lần đầu xem và nhìn thấy cái con khổng lồ nhiều xương và cơ bụng săn chắc kia thì con đấy chính là con này gọi là gì nhỉ? Shishilan Pasalan. Là một con ở trong banner Nikaluga và có một lượng đam cực kỳ khủng khiếp khi các bạn động của nó nhá. Con này khởi điểm đam của nó khi level 30 ấy là 50.000, 48.000, 48.000 sát thương. Ok. Và khi các bạn đánh vào nó một phát thì nó sẽ nhân 3 sát thương lên là còn là thành 150.000. Ok, tức là một đòn đánh của con này tầm 150.000 sát thương cực kỳ khủng khiếp. Ok. Và nó tác dụng lên mọi con nhá. Ok. Ok, mình sẽ destroy cái ván này, mình sẽ hủy diệt cái ván này. Ok. Không sao, mèo mình vẫn đủ mạnh để tiêu diệt mấy cái ván này. Không sợ các bạn ạ. Mình mong là những cái video đánh Story of Legend này sẽ giúp ích cho các bạn mà các bạn không qua được. Rồi cho các bạn biết là các bạn cần con gì để qua này. Hay là mèo các bạn level bao nhiêu, các thứ. Úi giời ơi, Shishilan. Những con Luga trông thế thôi nhưng mà nó hơi bị kinh ấy. Ok, Shishilan đập phát chết rồi. À thôi, không cần, mèo mình mạnh quá. Vẫn dễ nhỉ? Đùa hay không? Không phải dễ đâu. Chả biết. Ok, ván này có 4 con. Chắc là mình vẫn giữ nguyên đội hình này thôi. Có gì khó đâu. Dạ. Đánh một thời gian nữa, có khi là mình cũng đánh được, mình cũng sẽ đến được cái bàn mà có cái con zombie ấy. Lúc ấy thì cần zombie hơn. Ok, vẫn đủ 10 giây. Ván này chắc là có nhiều floating và nhìn sơ qua thì mình đã không có con floating nào, cho nên là mình lập tức thoát ra ngoài. Đấy là một điều khôn ngoan đấy từ mình, theo kinh nghiệm chơi lâu năm. Ok, được 5 các phút, sướng quá. Đỡ phải xem quảng cáo 5 lần. Ok, thì mình sẽ chỉnh đội hình một chút. Có khi là nên cho Octopus vào, tại vì con này đánh ra sóng mà. Trong này toàn những con không đánh được ra sóng. Trong này có con này tránh được sóng này. Mấy con này trâu rồi. Đánh ra sóng rồi. Từ, thế thì bỏ con này ra đi. Cho con này vào rồi. Còn cho con này form bé đi. Cho ra đây. Con này đổi sang con này. Ok, đổi sang con này đi. Hợp lý. Còn con này thì đổi sang con này. Nên không nhỉ? Không. Ok. Đây sẽ là đội hình của mình. Dạ. Yeah. Nên thật không nhỉ? Từ mình vẫn cảm giác con này đủ quá. Đụt quá. Ok. Xem nào. Thứ mình cần là gì?
What is thứ mình cần? Ken CC. Hoặc là cho con này vào, con này có phải lợi con này range rất là xa. Hoặc là không. Ken CC, ok. Uber 360. Biết đâu nó có ích nhở. Ok, chơi thử. Con này mới level 10 thôi. Thực ra nó chỉ có tác dụng ở knockback, tại vì knockback là slow khá là tiện. Dạ. Yeah. Hello chim cúc cu. Ew, nhìn nó ghê quá. Các bạn nhìn mắt nó kìa, tròn xoe ghê vậy. Ok, mình sẽ cho nó hôn với cả con Maniac Eraser mình hôn nhau. Oh shit. Ấy trời ơi. Tranh thủ nâng tiền. Đây là màn solo giữa bạch tuộc và chim. Bạch tuộc bắt đầu ăn chim. Bạch tuộc và chim đang đánh nhau. Rất là căng thẳng. Thôi chết rồi. Mình giết nó rồi. Ui, trụ 600.000 máu à? 600.000 máu, không biết ván này có khó không nhỉ? Không biết ván này có khó không nhỉ? Oh shit, đợi tí. Thôi chết, mẹ mình ốm rồi. Từ đợi, mình sẽ chơi nốt ván này xong rồi gọi điện hỏi thăm mẹ. Đợi mình một xíu nha. Dạ, mình vừa gọi điện cho mẹ. Mẹ mình đang bị ốm và rồi mẹ mình đang không khỏe lắm. Mình nghĩ là mai mình sẽ đi bộ về. À, ý mình là đi xe buýt về. Từ trọ mình về nhà mình khá là xa, đi khoảng độ hơn 2 tiếng mới về nhà rồi. Nhưng mà mẹ mình đang mệt. Chắc là mình sẽ sớm về nhà thăm mẹ thôi, chứ để mẹ như này mình cũng lo. Các bạn là một đứa con ngoan thì cũng biết nghĩ đến bố mẹ đúng không? Đó là một điều tốt mà mỗi đứa con nên làm. Ok. Ok, tập trung vào ván này thì ok, mình đã nhìn thấy có một cái con. What the fuck? Một cái con cá ngựa. What the fuck? Cá ngựa đang có thể nó nhổ cái gì ra đúng không? Ew. What the fuck? Cái con Kronos mình chết. What the, hai con cá ngựa. Alo, một con chết rồi nè. Ok, và lại thêm thanh niên chuột chũi đáng ghét. Ui, Ken ván này được vãi. Ken xịn vãi, trời ơi. Ui. Úi trời ơi, ui, đỉnh quá. Rồi, Ken. Ui, Ken xịn đấy nhở. Úi dồi ôi. Ui, vẫn sống ạ. What the fuck. Wow. Ok, Ken chết rồi. Ken. Ui, ván này xịn quá nhở. Ui, được quá trời ơi. Ken xịn vãi, Ken đỉnh. Ui, đúng là sự lựa chọn đúng đắn khi mang Ken vào trong ván này. Uống bia Henny Ken. Ken đã chết. Ken sắp hồi sinh nhưng mà mình sẽ kết thúc ván này. Yeah. Trời ơi, ván này xịn quá, trời ơi. Ok, không biết đây có phải ván cuối chứ nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có khi đây là bàn cuối rồi. Lord of SB, Abyss, Abyss. Không biết ván này là cái gì nhưng mà ok, mình nghĩ là mình vẫn sẽ để Ken ở đây này. Những con này thường thì là những cái con khá là được rồi. Nhưng mà chắc là bỏ D'Artagnan khác ra đi. Dachshund. Dachshund mà hợp với những cái ván nào mà Trailist ấy. Marimizu. Mềm. À mà mình sử dụng nó, các bạn thấy cái số cộng 1 ở đây không? Cái mình có tích một cái con như thế. Ok. What should we use? Cartman. Cartman ngầu vậy. Không phải ván này có Angel không? Những cái trò ở đây hơi đắt tí nhưng mà Cartman xịn vãi. Oh shit. Ten. Với những bạn mà chơi Story of Legend thì các bạn cứ chơi một mạch luôn, hay là các bạn chơi xong rồi các bạn thua không ngừng nghỉ.
Thứ ba là các bạn chơi thua mãi rồi, các bạn chán, các bạn lên YouTube xong rồi các bạn xem, tớ bắt đầu cắt chơi bài này nè, mình sẽ chơi bài này, ok. À mình sẽ xem tớ bắt đầu cắt Việt Nam chơi cái này. Oh my god, mình không có anti red. Oh my god, cứu. Ui giời ơi. Thôi xong rồi. Ui con này mạnh quá. What the. Ok. What? Vừa đầu vào nó cho mình con lợn. Mình tin là đằng sau nó sẽ còn những cái con khác nữa. Chứng tỏ ván này có con này được rồi đấy, nhưng mà con như bỏ con này ra đi. Dùng con gì được nhỉ? Chắc là dùng táo đi. Có táo gì dùng táo. Có táo dùng táo. Dạ. Có kem dùng kem, kem nào có tác dụng gì nhỉ? Mình quên sử rồi, con này đa dụng lắm. Strong này, knockback ấy. O á, what the hell. Có nhiều bạn không hiểu cái O này đâu. Cái O này là đôi khi là kiểu cái range của nó như kiểu là 450 ấy, nhưng mà đôi khi nó đánh một phát ra, nó đánh thì nó sẽ đánh từ trong khoảng 400 đến khoảng độ 600 chẳng hạn. Đấy, cái O này là cái, tức là cái tầm đánh của nó bị xa ra ấy, nó bị cả đằng sau lẫn đằng trước luôn. Đôi khi như thế. Hay cực. Nói chung là range khá là ổn, Ken khá là được, nhưng mà mặc dù level 11 thôi. Mình nghĩ là mình sẽ dùng nó nhiều trong tương lai ấy. Yeah. Ok, bây giờ mình sẽ đi ăn thịt lợn nè. Thịt lợn. Thịt nhợn. Yeah, ăn thịt nhợn. Ok, 3.000 tiền rồi. Thì bắt đầu nó sẽ ra một cái con này. Thời gian nó đi gần đến nhà mình thì cũng đủ để mình gọi được Eva Unit 02 ra rồi. Ok, bắt đầu gọi này. Từ từ nhá. Ok rồi ơi. Ui. What the hell, không được. Ok, không được. Làm gì bây giờ nhở? Sao chưa gì nó, sao nó cứ bị phức tạp ấy nhở? Từ a à, mình có Paris, mình có Paris. Dead Paris Carly. Ok, con này có vẻ là sự lựa chọn hợp lý hơn. Mấy bí. Tại vì nó rẻ hơn. Với cả không biết có ổn không. Hay là từ từ đến tầm độ 3.000 thì nó nổ bùm phát ra đúng không? Ok, thế thì mình sẽ lợi dụng cái đấy. Chắc là ổn. Ok. Mong nó sẽ ổn. Ủa rồi, mình thông minh vãi các bạn ạ. Oh shit. Được này. Ken đâu? Xử lý nó cho anh. Ê, này thì trêu. Eva Unit 02 tao ạ. Đây là cách mà các bạn đối mặt với những cái con màu đỏ nhá. Đặc biệt là những cái con rất là mạnh như của con Bro ấy. Oh no. Đến trượt rồi. Úi giời, mình đẩy nó về gần trụ kìa. Mình sẽ gọi Catman đi à. Catman này Eva Unit 02. Thôi gọi Eva Unit 02 đi. Biết đâu bụp phát ra toàn anti red thì. Úi giời ơi. Bùm. Rồi. Sắp chết rồi con ạ. Con lợn này. Thịt nhợn. Oh shit. What the fuck.
Ô con gì này? Ôi lần đầu tiên mình nhìn thấy luôn này. Oh my god, con này là con lợn nhưng mà nó là angel. Ô, oh, Ken cũng anti angel luôn. Ken cũng là anti angel. Oh shit. Ken chết rồi. Ken vừa mới khen xong Ken là anti angel xong thì Ken chết. Có vẻ như không công bằng chút nào. Ok, Catman gánh. Ui giời ơi, Catman đây rồi. Ui giời, Catman anti angel cực mạnh luôn. Catman anti angel khủng luôn. Ui giời ơi, gặp ai chứ gặp anh Catman đẹp trai thì chết. Đã gặp Catman lại còn gặp Ramen. Thế mới đen. Ui vẩn vãi giời ạ. Ui giời ơi, lại còn thêm anh Ken. Đã Ramen lại còn Ken lại còn Catman. Chịu, ok. Ui, cái đội hình này vừa anti angel, vừa red, vừa anti angel à, vừa red này. Ừ, vừa anti angel mạnh, vừa red mạnh luôn, phải trưởng. Số đội hình của mình hợp lý quá các bạn ạ. Trời ạ, hợp lý quá. Ui, quốc cơ cắt level 1 này, tiền vẫn 6.000, ok mình vừa. Wow, ok, lần đầu tiên mình gặp cái con lợn màu trắng. Thú vị ghê. Mạnh phết. Mỗi tội gặp khắc chế. Rồi, mình mạnh quá, có khi là mình sẽ chơi nhiều Story of Legend hơn các bạn ạ. Các bạn yêu ạ. Mình sẽ chơi nhiều Story of Legend hơn, vượt nhiều ải hơn, gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng mà đồng thời là mình đang bị chậm trễ việc học, mình đang lười học cho nên là mình mới quay thôi chứ không mình, bây giờ mình đang học ấy. Úi giời, Mel Otteri. Ồ, mình clear xong này rồi này. Ngon. Trời ơi, Lord of Asbis. Được quá. Ok. À, mà nhân tiện thì mình vẫn chưa qua được cái này các bạn ạ. Nó vẫn khó vãi xoài. Mình đã thử nhiều rồi. Tốn nhiều tiền, tốn nhiều cờ bạc đấy. Con này là một con vẫn khó. Chắc là mình sẽ trở mặt với nó và hẹn gặp nó vào một cái ngày nào đấy đẹp trời hơn thì mình sẽ tiêu diệt nó. Ok. Galapagos. Ok. Chắc là mình sẽ chơi ván này vào một hôm nào đấy và mình sẽ quay clip lại như thường lệ nha. Ván này có 6 bàn thôi. Deadly, oh shit. Ok, chắc là video của mình đến đây hết rồi. À mà nhìn này, mình được 53 cái này rồi, dã man. Mình sẽ không quay đâu, mình sẽ đợi đến nào tầm hơn 100. Chắc thế, lâu vậy. Nhưng mà không sao, các bạn cứ tích vào một ngày nó sẽ thành một đống, đúng không? Và mình khuyên là các bạn nên quay Dark Heroes đi, đang có Guarantee Chance. Đấy, Guarantee Chance là cái này này. 100% nhận được Uber đấy, quay đi. Hay là mình quay nhỉ? Thôi đùa đấy, không quay đâu. Ok, video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau nhá. Nếu thích video của mình, hãy để lại cho mình một like và một subscribe. Bye bye. Yeah.